Chào tất cả mọi người luôn nha. Mình nay về quê ăn gì nước. Biết mọi người có ăn cái trái này chưa? Đợi chảy sẵn luôn ha. Ăn này hơi dơ mọi người. Này là như vậy nè. Trái dừa nước. Vô lấy bỏ nó vô cái bỏ miếng đường với chặt đá vô ấp lạnh á nè nè ăn đi tội tụng ở dưới đây mình kêu ăn cái này nữa ở đây cứ ăn món lạ lạ còn vừa vừa nước với ấy giờ nghe quán ăn nói thấy vừa nước không là thấy ngán khỏi ăn. Nước ra gì đâu để vậy á không có sắc nó mềm cỡ này hen là để nguyên vậy luôn để nguyên vậy nấu luôn ha dạ bên đây buồn là quá lớn nghe nha mọi người cái này heo qua đốt trong buồn nữa đốt chè á đốt chia xỉu luôn nãy qua hè nãy giác xuống dưới giác là đây á đó đây một làng giờ già tới mấy người kia đốt trơn à có anh cái quầy ngoài đó không được hả này đem chở lên tỉnh bán mấy ngàn có hai mấy ngàn tái tái mấy ngàn giờ khổ đây đốn này rồng à đi đốn chạy tỉnh má đi đốn mình bán rồi cái gì nước cho trẻ bị kia kìa để bị xui theo nhầm rồi biết trẻ mình luôn bé ăn hơi đi gà trẻ ăn hơi à. Ôi. Đóng luôn rồi. Mày thấy ngon chưa? Đó, dừa nước nè là tự luôn nè. Mới gì đóng hổ luôn, mới cây chặt xuống. Dừa nước khô lên mỏng à. Mới cây chặt xuống luôn nè. À. Chứ không phải như ở thành phố đâu. Chặt rồi vận chuyển lên đó là hết ngon gì mới ngon nè ăn phải gì mới ngon nè nè đây là Bến Tre nha mọi người quê của Phong quay nhận cho mọi người coi dừa nước làm sao đó cây dừa nước là vậy đó, đó ở đây ngày sau là xong nó lên hoài thì mọi người thấy không đó, cái một quầy nhỏ đó đó coi chứ xa chứ nó bự lắm à dắt muốn chết luôn. À, em mình trẻ giờ mình đang tách
lấy ruột. Nó mũ lắm, gì nước này mũ lắm á. Đều con cái chảy ra hết rồi. Không sao. Trắng rồi chưa? Quá ngon rồi. Ngon quá rồi. Cái này phải cứng chút xíu nữa mới ngon nhiều. Vậy vậy mới ngon. Chứ nó quá đâu ngon. Nước này. Cái lớp trên cái non nghèo à, nó không được ấy. Loại đúng. Chỉ cản không còn gì hết. Ăn mày cho một miếng. Ăn không? Không ăn hả? Làm gì? Hello, chào các mọi người đi con. Chào các mọi người. Vừa nước bên tre, vừa lá bên tre chứ. Mọi người uống nước dừa luôn nha, nước dừa bên tre. Vừa chặt ra rồi còn nước không ạ? Chặt cao ly vậy. Vừa rụng quá trời luôn. Đây. Nước dừa nãy là từ trái dừa này ra nha mọi người. Đó. Dừa vàng. Nước dừa này có vàng luôn. Dừa rụng quá trời luôn, rụng bỏ luôn. Rụng trắng róc luôn. Gì cũng quá trộn luôn, cũng bỏ luôn, rẻ quá trời bỏ luôn. Trái mà khủng khiếp chưa? Lá rồi sao luôn. Nằm trước á, nằm. Vô này vẫn có nước mọi người. Nó có nước gì đó. Lột lên. Nó cuốc nè. Quá không? Ngon rồi. Ngon rồi. Ngon lắm. Đúng biết nè. Ăn cho đủ chất.
hút luôn nè, ăn luôn nè, quá ngon, quá ngon. Đó, chén nước là mình chẻ vậy đó. Đó. Ồ. Nước vậy nè. Chung thì quay nước thì không lấy được nhiều nhưng mà lấy chỉ trụ đi có nhiêu đây thôi, không có nhiều. Được chứ. Phải chừng chục quay nữa. Lấy luôn cái vỏ luôn. Lấy luôn cái vỏ, giác nổi luôn. Giác xém xỉu luôn. Đi đâu ạ? Hả? Đi đâu? Cặp bé gỗ quá đi thẳng thẳng tuôn chưa em mới có. Ở trên này người ta chặt hết trơn à, giờ chặt bán á. Người ta đốn người ta phải quay luôn. Cầm mấy quay vô mình tao đốn người chặt cũng chết. Kêu. Ai biết. Đây cái này có nước nhiều nè, ngon nè. Quá ngon. Cái này con. Quá ngon rồi. Thì mình không ra clip nào thôi. Quá ngon. Hả? Không ra clip nào thôi. Tưởng gài đâu có ấy đâu mà đâu có rảnh đâu mà đi làm mà cả ngày không à, đâu có rảnh đâu mà quay, phải rảnh mới ra quay được. Sao? Nó có thì mình quay mình đăng lên YouTube thôi, không phải đâu không biết. Không có đăng ký YouTube luôn đó. Thì tao có kênh sẵn YouTube nè, đi. Cái tài khoản Google mình đó. Thì biết rồi ông tự ấy không mà không có đăng ký của thằng ấy á. Con nào? Con gì nó phải đăng ký à? Ngày nào mới làm phải ra hết. Có tại nó thí dụ mấy người ta ta làm chuyên môn á thì nó khác, còn mình lâu lâu nó chứ cái tuần lễ mà làm lần thì mình làm ít hơn ta, làm thường xuyên ta có kiếm tiền được rồi. Rồi ra hoài vậy người. Đó, chạy càng nhiều đó. Clip thì mình đây là kết thúc rồi nha mọi người. Mọi người đăng ký kênh, like và chia sẻ cho người cùng xem nha mọi người. Để đón xem những clip mới nhất của Phong. Rồi bye bye tất cả mọi người luôn.